Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Tin Nóng 24 giờ ngày hôm nay sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Mùa thi chọn ngành và cầu may. Quý vị thân mến, mùa thi năm nào cũng vậy, có những chuyện cứ lặp đi lặp lại liên quan đến sĩ tử, vừa buồn cười vừa khó giải thích. Như trong dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 kéo dài đến 5 ngày của năm nay, lại có chuyện rất nhiều sĩ tử cùng người thân tại nhiều tỉnh thành vượt cả trăm cây số đến Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội cầu may mắn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Không chỉ cầu may mắn chung chung, các sĩ tử còn cầu xin các mục tiêu rất cụ thể như em đến cầu mong thi đỗ nguyện vọng 1 vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hay em đến đây để cầu đỗ nguyện vọng 1 vào Học viện Tài chính. Vẫn biết là có kiêng có lành, yếu tố may mắn là một phần tất yếu của cuộc sống, chứ không riêng gì chuyện thi cử và đến hẹn lại lên Văn Miếu Quốc Tử Giám để cầu may. Nhưng ngẫm kỹ, cứ thấy có gì đó lấn cấn, bất ổn khi thời buổi này vẫn còn tồn tại tâm lý học tài thi phận, và trên cả vẫn là sự thiếu chủ động, thiếu tự tin khi để vận mệnh của mình phải nhờ đến ai đó ban cho và phù trợ. Nhân chuyện cầu may trong thi cử lại nhớ đến một vấn đề liên quan khác trong mùa thi năm nay là chuyện chọn nghề, học chọn ngành của các học sinh sắp bước chân vào đại học. Đó là tâm lý mắc kẹt của rất nhiều học sinh giữa việc nên theo đuổi các ngành hot để có cơ hội việc làm cao hay là theo đuổi ngành mà mình yêu thích. Thực tế thì chọn ngành nghề nào để theo học luôn là thách thức rất lớn đối với cả học sinh và phụ huynh. Đáng nói đây là lựa chọn có tính sống còn với cuộc đời của một con người, nhưng lại luôn bị chi phối tác động bởi rất nhiều lý do không hiểu nổi. Ví dụ như có rất nhiều học sinh buộc phải lựa chọn học nghề bác sĩ, sư phạm chỉ vì đó là ngành nghề yêu thích của ba mẹ các em nhưng không đạt được, trong khi các em lại thích học những ngành nghề khác nhưng lại không được học. Nghĩa là nhiều người đang đi học đại học cho ba mẹ chứ không phải là cho chính mình. Rất nhiều học sinh và phụ huynh đã lựa chọn định hướng cho con em mình theo học những ngành nghề nghe nói là đang hot lắm, đầy tính cảm tính và phong trào mà quên mất rằng ngành hot nào cũng chỉ có tính thời điểm. Trong khi đúng ra, lựa chọn nghề nghiệp trước hết là phải có yếu tố yêu thích, đam mê, năng khiếu của bản thân đối với ngành nghề đó. Tiếp đến là các yếu tố ngành nghề mà mình yêu thích có kiếm được nhiều tiền hay không, tiền kiếm được nhiều nhưng có bền vững hay không. Hay như lời khuyên rất chí lý của cô Trần Nguyễn Việt Thanh, giáo viên trường Trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển, Cà Mau trên báo Lao động. Có đam mê, yêu thích thì mới có thể gắn bó lâu dài với một ngành nghề, kích thích con người ta vượt mọi rào cản khó khăn để theo đuổi. Nhiều bạn ban đầu chọn ngành hot, trường hot, sau một vài kỳ học mới nhận ra bản thân không phù hợp hoặc là không theo kịp chương trình học, từ đó bỏ ngang, thật sự rất đáng tiếc. Cầu may trước khi đi thi thì vướng vào chuyện mê tín là không nên, nhưng nếu như vẫn cưỡng cầu thì cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng đến phần chọn nghề, nếu như cứ vẫn lựa chọn theo cảm tính, may rủi hoặc là chọn chỉ vì sự yêu thích của bố mẹ thì chắc chắn sẽ bị trả giá bằng tương lai của chính mình. Công tác nhân sự của Đảng vun gốc để tránh lụi cành. Theo quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nếu cán bộ là cái gốc của mọi công việc thì đối với từng cán bộ, phẩm chất, tài đức phải song hành, trong đó đức phải là cái gốc. Muốn cành lá không bị sâu, bệnh thì cái gốc đạo đức phải được vun sới không ngừng nghỉ. Gốc đạo đức của cán bộ. Kính thưa quý vị, mới đây ngày 13 tháng 3, chủ trì phiên họp tiểu ban nhân sự đại hội thứ 14 của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng tiểu ban, yêu cầu các ủy viên ban chấp hành trung ương phải có bản lĩnh chính trị thực sự vững vàng, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ, có uy tín cao. Đội ngũ tinh hoa này không chỉ quyết định sự thành bại của một nhiệm kỳ đại hội Đảng, mà phẩm chất tài năng của họ gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ, sự phát triển của đất nước. Nói một cách khái quát, các ủy viên ban chấp hành trung ương khóa 14 phải vừa có đức vừa có tài, trong đó đức là gốc. Vì sao đức chứ không phải là tài năng là gốc rễ? Theo quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cây xanh tươi, ra lá, trổ hoa, kết trái là nhờ cái gốc khỏe mạnh. Con người có đạo đức thì mới cống hiến được tài năng cho xã hội. Con người cách mạng thì cần gốc rễ là đạo đức cách mạng, có đạo đức cách mạng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng, không có đạo đức cách mạng thì không lãnh đạo được nhân dân. Mọi việc thành hay bại là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng hay không. Cán bộ cần phải vừa có đức vừa có tài, không có tài thì làm việc gì cũng khó, nhưng có tài mà không dựa trên nền tảng đạo đức thì thành người vô dụng, thậm chí là có hại. Chủ tịch Hồ Chí Minh định nghĩa đạo đức của người cách mạng là chung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người, cần kiệm, liêm chính, trí công vô tư. Người nhấn mạnh, đạo đức cách mạng không phải là ở trên trời xa xuống, nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố, cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội thứ 14 của Đảng,
nhắc lại bài học gốc rễ đạo đức mà Bác Hồ đã dạy năm xưa, vì điều này vẫn còn nguyên giá trị trong thời điểm hiện nay. Một số cán bộ cấp cao từng có nhiều đóng góp cho đất nước, có tài năng nhưng do thiếu sự vun sới gốc rễ đạo đức hàng ngày mà đã gây hại lớn cho Đảng, cho nhân dân. Từ Đại hội thứ 13 của Đảng ngày 25 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 năm 2021 đến ngày 13 tháng 3 năm 2024, thời điểm diễn ra phiên họp tiểu ban nhân sự Đại hội 14 của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phải thi hành kỷ luật gần 100 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý, trong số này còn có cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Mới đây nhất, ngày 20 tháng 3 năm 2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực, nhận hối lộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Công tâm trong sáng khi làm công tác nhân sự. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền Nhà nước. Người cho rằng trong việc tuyển chọn cán bộ thì không được thiên tư, thiên vị mà lựa chọn những người thật sự có đức, có tài. Ở thời điểm hiện tại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đòi hỏi công tác nhân sự phải đảm bảo sự công tâm, trong sáng, khách quan. Nói cách khác, đức phải là cái gốc. Để làm tốt việc này, đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu phải làm tốt công tác nhân sự từ Đại hội Đảng bộ các cấp để góp phần chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội 14 của Đảng. Công tác nhân sự đại hội phải được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, khoa học và nhất quán, đảm bảo sự công tâm, trong sáng, khách quan, đặc biệt là phải có con mắt tinh đời trong việc đánh giá, giới thiệu, lựa chọn, lấy tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và hiệu quả công tác, uy tín của bản thân và gia đình làm thước đo chủ yếu. Trong công tác nhân sự phải kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, địa phương, thân quen, cánh hậu, lợi ích nhóm, tránh cách làm giản đơn, tùy tiện, vô nguyên tắc. Phải bằng mọi biện pháp dứt khoát, không đưa vào cơ quan lãnh đạo những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người đã phạm sai lầm hoặc là sa sút về phẩm chất đạo đức, vướng vào tham nhũng, chạy chức chạy quyền, hống hách gia trưởng, nịnh trên nạt dưới, bao che cho tội phạm, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng. Thẳng thắn đối diện với thực tế là gần 100 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý đã bị xử lý kỷ luật, thậm chí là chịu trách nhiệm hình sự trong hơn 3 năm qua. Đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ ra tình trạng chạy chức chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy phiếu bầu, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy tội chưa được ngăn chặn triệt để. Những khuyết điểm yếu kém của một bộ phận cán bộ và những hạn chế bất cập trong công tác cán bộ có mối quan hệ qua lại với nhau, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ ra đây là một nguyên nhân quan trọng làm cho đất nước phát triển chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Con số không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ cấp cao, thậm chí là lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, bị xử lý kỷ luật là niềm trăn trở lớn đối với những người làm công tác nhân sự. Mặt khác, nhìn từ khía cạnh tích cực, điều này cho thấy một cách rõ ràng rằng Đảng, Nhà nước ta kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực, không có vùng cấm, không ai, dù giữ chức vụ cao đến đâu, có được kim bài miễn trừ. Đồng thời, qua những sa sút về phẩm chất đạo đức của một bộ phận cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao, Đảng ta rút ra được những bài học kinh nghiệm lớn từ công tác nhân sự khóa 13 để có thêm cơ sở đề ra phương hướng, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ khóa 14. Những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.